xin chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin hé lộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn ở Thiền Triều ngài tô Lâm có dám manh động hay không? Vào ngày mùng 7 và ngày 14 tháng 4, trang Intelecian Online có trụ sở tại Paris, Pháp tiết lộ rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang trốn ở Trung Quốc. Bà Nhàn là cựu chủ tịch công ty IC đã bị kết án khiếm diện 30 năm tù tội ở tòa án Hà Nội vào hồi tháng Giêng vừa qua. Không biết ý đồ của ông Tô Lâm thế nào, tuy nhiên mới đây, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Tư pháp Việt Nam chưa nhận được thông tin nào do địa phương chuyển đến liên quan đến việc Ba nhàn thôi quốc tịch Việt Nam. Bản tin của trang báo Intelligent Online vào ngày 7 tháng 4 cho biết bà nhàn đang ở Trung Quốc không biết ông tô lâm có dùng biện pháp nghiệp vụ sở trường của ông như đã dùng với trịnh xuân thanh trương duy nhất và thái văn đường để mà tóm bà nguyễn thị thanh nhàn về việt nam hay không nếu nguyễn thị thanh nhàn trốn ở trung quốc là sự thật thì rất khó để ông tô lâm có thể sang trung quốc bắt về nguyên nhân tại sao lại như vậy rất nhiều nguyên nhân khiến tô lâm không thể manh động đấy là bởi đảng cộng sản trung quốc là quan thầy của đảng cộng sản việt nam một cú vút dâu hùm đối với Tập Kịch Bình thì cả Đảng Cộng sản sẽ khôn đốn chứ đừng nói gì một mình Tô Lâm. Nếu Tô Lâm bắt cóc người tại Đức thì phía Đức phản ứng vì Tô Lâm đã vi phạm pháp luật nước họ. Tuy nhiên nếu Tô Lâm làm điều tương tự với Trung Quốc thì đây không chỉ là ông Tô Lâm làm đúng hay sai luật ở Trung Quốc mà còn là sự xúc phạm đối với một nước tự cho mình là thiên triều, tự cho mình là quan thầy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà giả sử nếu ông Tô Lâm muốn bắt cóc thì đất nước rộng lớn như Trung Quốc sẽ rất khó cho Tô Lâm nếu không có chỉ điểm. Vậy nên khi có thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sống ở Trung Quốc thì đối với ông Tô Lâm cũng chỉ là trò mò kim đáy bể. Bản tin của Intelligent Online vào ngày 14 tháng 4 cho biết bà Nhàn đang ở Trung Quốc. Việc tìm ra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bắt bà về quy án không phải là dễ. Tuy nhiên, nếu bà Nhàn chọn trốn tại Trung Quốc, cũng là một cách chọn thiếu khôn ngoan bởi trung quốc và việt nam hợp tác với nhau rất chặt chẽ phía việt nam có thể yêu cầu phía trung quốc bắt người rồi giao lại cho phía việt nam những vụ án bà nguyễn thị thanh nhàn nhúng tay vào là những vụ án rất lớn nó liên quan đến hàng tỷ đô la nơi nào bà nhàn tham gia đấu thầu thì nơi đấy bà đã giải tiền từ bí thư tỉnh ủy đến các giám đốc sở liên quan cho đến nay bà nguyễn thị thanh nhàn có bị truy tố trong ba vụ án trong đó có một vụ án đã đưa ra xét xử sơ thẩm và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án nặng nhất với 30 năm tù. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được một số nhà quan sát đánh giá là bản lĩnh khi bà đang trốn truy nã nhưng vẫn với tay ngăn dặm để mà điều khiển luật sư bảo chữa thay cho bà kháng cáo. Đây là đầu mối của ông Tô Lâm có thể khai thác để tìm ra nơi ở của bà Nhàn. Trước khi có lệnh khởi tố một tháng bà nguyễn thị thanh nhàn và ông bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng có chuyến đi trung đồng thế nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn bà nguyễn thị thanh nhàn đã sắp xếp cho bà và sáu thuộc hạ trốn ra nước ngoài trong đó có người hiện đang trốn tại mỹ nếu bà nguyễn thị thanh nhàn đang trên cơ thì bà ở bên tàu thật tô lâm cũng khó mà có thể bắt cóc nếu bà nguyễn thị thanh nhàn trốn tại một nước châu âu hoặc mỹ có thể là an toàn hơn là trốn tại Trung Quốc Bởi với nước Mỹ Tô Lâm khó hợp tác hợp pháp Và lại càng không thể dám sang Mỹ để mà bắt cóc mang về Tại một quốc gia châu Âu sẽ khó cho Tô Lâm Bởi Tô Lâm đã để lại vết đen khi mà ông ta đã chỉ đạo mật vụ Việt Nam sang tận thủ đô Berlin Bắt cóc Trịnh Xuân Thành tại Đức Có vẻ nhưng Tô Lâm vẫn muốn dùng ngón nghề bắt cóc để cho nhanh gọn với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, liệu ông Tô Lâm có tiếp tục bắt cóc hay không? Chúng ta Hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hé lộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn ở Thiên Triều. Ông Tô Lâm có dám manh động hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ công nghệ than hóa đến công nghệ hạt nhân VinFast đang dẫn đầu thế giới Khi mới trên nước chân giáo bước ra thị trường Ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc điều hành của công ty BKAV Đã chọn cách quảng cáo thương hiệu đúng với sở trường của ông ta Đó là nổ Ông Nguyễn Tử Quảng hết lần này đến lần khác cho rằng Bê của ông vượt trội hơn những thương hiệu toàn cầu khác nhưng rồi kết quả cứ mỗi lần Bphone cố ngoi lên bằng chất nổ Nguyễn Tử Quảng thì sau đó nó lại chìm nghỉm và số phận Bphone bây giờ chỉ có ngụp lặn chứ không nổi lên ổn định trên thị trường smartphone cho được. Nổ là cách làm cho khách hàng non dạ cứ tin, làm cho người khác hiểu biết tin mà dù ai đó lỡ tin và sẽ mua thì họ cũng lại thất vọng và từ đó thị phần bị co lại hoặc ít ra khó phát triển khi mà thực tế kém xa với những gì mà nó được rêu rào quảng cáo. Công nghệ than hóa xe xăng Quảng cáo nổ nói cho cùng là cách quảng cáo không tử tế. Ông Tô vẽ ra những giá trị cho sản phẩm mà thực chất nó không hề có. Cách quảng cáo này chẳng khác nào nghệ sĩ Quyền Linh quảng cáo thuốc chữa bệnh trĩ hay các nghệ sĩ bẩn khác quảng cáo Xạo và không đúng Cho những loại dược phẩm, thực phẩm Chức năng trôi nổi Và cái kết là chính lối quảng cáo đó Đã kết liễu thương hiệu Vào ngày 20 tháng 4 Trên tờ báo Cafebiz có bài viết VinFast sẽ trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu Hàng đầu thế giới Trong 2 đến 5 năm nữa Đây là cách quảng bá thương hiệu Của ông Phạm Nhật Vượng Cách này không khác gì cách ông Nguyễn Tử Quảng Đã làm cho bê phôn của ông Đó là phát nổ hậu quả của việc nổ quá đà đã kết liễu thương hiệu Befon nay dường như ông phạm nhật vượng đã không rút ra được bài học kinh nghiệm ông vẫn đi theo lối mòn của nguyễn tử quảng vậy thì liệu ông phạm nhật vượng có phải là người có tầm nhìn hay không thực ra nhận xét đó không phải được nói ra từ miệng ông chủ vinfast phạm nhật vượng mà từ một nhà báo người philippines raymond cây viết nổi tiếng của Glenn technica trang tin tức hàng đầu thế giới tại Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng đã đủ khôn để ông không tự nói ra theo kiểu mèo khen mèo giải đuôi. Mà ông Vượng có thể thuê gà vịt khen mèo giải đuôi bởi cách dùng tiền của ông Vượng rất khôn khéo. Công nghệ hạt nhân trên xe điện Thực tế, sản phẩm của VinFast đã cho khách hàng cảm nhận điều gì? Đó là lỗi. Có một khán giả cho Thời báo chấm nhận xét mỉa mai rằng trong chiếc xe VinFast có một nút mà không xe nào trên thế giới có được, đó là nút tự thiêu hay nút tự hủy. Nút này có thể tích hợp trên bất kỳ nút nào khác trên xe, chẳng may tài xế bấm nhầm nút này, thật thì xe có thể tự cháy hay còn gọi là công nghệ than hóa. Công nghệ này rất phổ biến trên xe xăng. Giờ đây thì đã đến xe điện, VinFast đang tích hợp công nghệ gì vậy? Có lẽ công nghệ nổi bật nhất hiện nay của VinFast là công nghệ nổ. Với lời nhận xét sau 2 đến 5 năm nữa, VinFast sẽ là thương hiệu hàng đầu thế giới thì không phải là tiếng nổ của TNT mà là tiếng nổ của bom hạt nhân. Quảng bá thương hiệu là công cụ mở rộng thị trường, nhưng nếu quảng bá theo kiểu Nguyễn Tử Quảng hay nổ theo kiểu Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông thì đấy là lợi bất cập hại ông Phạm Nhật Vượng có nhiều tiền hơn, làm quy mô hơn Nguyễn Tử Quảng, nhưng về tư duy trong vấn đề làm thương hiệu thì lại không khác nhau là mấy. Ông Phạm Nhật Vượng quảng bá thương hiệu cho VinFast giống như ông Nguyễn Tử Quảng đã làm với bề phồn vậy. Theo dự kiến, 2 năm nữa mới vận hành nhà máy tại Mỹ, giờ này thì nguồn vốn từ IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn chưa thấy đâu cả. Giả sử có xây dựng nhà máy đúng tiến độ thì vào năm 2025 cũng mới chỉ là năm đầu tiên mà xe Vinfast đường sản xuất tại Mỹ. Còn hiện nay Vinfast chỉ mới chuyển xe sang Mỹ với số lượng rất nhỏ giọt. Với số lượng chỉ có vài nghìn chiếc thì bao giờ người Mỹ mới bắt gặp Vinfast trên đường phố thường xuyên đây. Thị trường ô tô điện hàng năm của Mỹ là hàng triệu chiếc xe, trong khi Vinfast chỉ mấy ngàn chiếc thì chẳng khác nào mối bỏ biển. Năm năm sau Vinfast thành thương hiệu toàn cầu là chuyện không tưởng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Từ công nghệ than hóa đến công nghệ hạt nhân, VinFast đang dẫn đầu thế giới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.